Ngày hôm nay cuối tuần anh chị ơi, thì thương hiệu Botsun á, công ty cùng vừa mới giao cho Bảo thêm những model mới nha. Hàng Botsun này á thì bên nhà Bảo bán khá là chạy hàng luôn. Thì về hàng mới một cái, Bảo cập nhật ngay mức giá cho mình luôn. Và những mẫu máy mà hết hàng thì ngày hôm nay bên công ty cùng tiếp tục giao cho nhà Bảo để Bảo quay video luôn nha. Thì anh chị nào á mà thích máy pin này, máy hàng, máy cắt, máy mài này kia thì mình á có thể tham khảo video ngày hôm nay nha. Giá tốt lắm anh chị ơi. Rồi, đầu tiên nhớ vào á là cho Bảo xin một like, một đăng ký kênh nha. Bảo vào video luôn đi anh chị ơi. Đầu tiên nha, tối ngày hôm nay máy thổi Botsun mà bây giờ công ty phá giá ắt quá anh chị ơi. Rồi, máy mà một pin này và một sạc, một thân thổi Botsun như thế này á, mà anh này á anh bán có 290.000. 290.000 thôi là có một máy một pin một sạc, công ty này bán giá cạnh tranh quá trời luôn. Thì Bảo nghĩ á là hàng mới về mà công ty chơi chiến lược này á là cũng muốn quảng bá thương hiệu này. Bình thường á mình mua một thân thổi hút như này á là cũng gần 200 rồi. Bây giờ máy một pin một sạc 290.000 thôi. Hàng mới về anh chị ơi, tranh thủ đi, 290 à. Rẻ bèo luôn cho mình luôn để mình xài nha. Tiếp tục này, máy phun sơn của nhà Botsun đây có hàng tiếp tục rồi quý anh chị ơi, bét đồng nguyên khối anh chị nha. Mức giá anh này thì cạnh tranh cực kỳ, có 380.000 thôi, xài điện 220, có chỉnh sơn nhiều ít nè, phun sơn cửa, sơn sắt, BU gì cũng được nha. Công suất là 800W, bình á là 1.100ml anh chị nha, để mình xài. Bộ khẩu này, bộ khẩu tuần vừa rồi á, nhà Bảo bán nhiều quá, hết hàng mất tiêu. Botsun nha, 10 chi tiết này, thép CRV anh chị ơi. Đầu khẩu dài này, hàng chất lượng anh chị nha. Đầu khẩu này á, mua về xài thợ thầy công trình ok lắm. Có 120.000 một bộ, từ 8 đến 24, những đầu phổ thông á là có hết cho mình nha. Còn những đầu nào á mà không phổ thông là không có thôi, để mình xài. Quạt pin anh chị ơi, thân quạt pin này hai cấp số, cánh là hai với lồng á to là 2 tấc 3, kim loại hết nha. Hai cấp số xài pin phổ thông anh chị nha. Bảo đang xài để mà quay phim cho mình xem, có 160.000 thôi. Hàng này Bảo về á là số lượng nhiều á nên là giá cạnh tranh cho mình luôn, để mình xài quý anh chị cô chú ơi. Tiếp tục này, máy cưa kiếm của nhà Botsun á, thì anh này á thì anh bán chạy hàng cực kỳ luôn. Máy là động cơ là brushless không chổi thang, máy lớn nè, có hai cấp số chỉnh cho mình luôn. Nếu mà mình mua máy á thì là một pin một sạc một thùng như này này, kèm cho mình là 4 lưỡi cắt đi kèm luôn, mà mức giá có thùng nhựa luôn, động cơ là không chổi thang nha, có 750.000 thôi, nó quá rẻ anh chị ơi, để mình tham khảo mình lựa chọn luôn, rẻ kinh khủng luôn á. Rồi, máy to luôn, máy là không chổi thang cho mình để mình xài nha. Tiếp tục, thân cưa sắt 80 này có bảo vệ lam á, có báo cả dòng á, pin ở bên trên luôn nha. Thì anh chị nào á mà mua này, Bảo test cho mình nha, xài pin phổ thông cả, báo pin nha, có bơm nhớt luôn cho mình. Thân không là kèm hộp nhựa đi kèm á, như này nè, mức giá có 550.000 thôi, mà mình mua máy á, mua nguyên một bộ á là sẽ có là 2 pin cho mình, 10 cell nha, 4 A cho mình luôn. Rồi anh chị nào á mà mua thì cây máy này á, đâu, nếu mà mình mua một bộ là 2 quả pin 15 cell 6 A chứ, Bảo nhầm, mà mức giá có 950.000 thôi, tính ra mà mua một bộ rẻ kinh khủng luôn. 2 pin 6A 15 cell có 950.000 thôi là có cho mình rồi. Tất cả quý anh chị cô chú ơi, để mình xài nha. Tiếp tục nha, lên tiếp cho mình nha. Nếu mà mình thích
thân không cưa kiếm, mà động cơ là không chổi. Thang này mua thân không cho bảo nha. Rồi có hai cấp số, thân không là 550.000. Quý anh chị cô chú ơi, để mình xài nha. Tiếp tục này, máy hàng này bán cũng được hàng lắm anh chị ơi. Máy khỏe nhá, có hai volume chỉnh cho mình luôn. Mà mức giá anh này á, bây giờ á, mình mua thì cũng đâu có nhiều đâu. Đó, mức giá vừa rẻ này, hợp túi tiền 750.000. Cho ngày hôm nay nha, có sẵn dây hàng, mà máy á, là dòng hàng cao 220A anh chị nhá. Có hộp giấy đi kèm này, hai volume chỉnh 750.000. Đúng là anh Botsun này á, là mức giá cạnh tranh cực kỳ nhá. So về chất lượng thì bảo thấy anh này á, xài cũng ổn nhá. Mức giá phù hợp với thị trường Việt Nam mình luôn. Đó, rẻ mà xài cũng khá là ok nha. Tiếp tục bảo lên cho mình á, làm pin đi anh chị ơi. Pin sạc này, để mình lựa chọn luôn. Đầu tiên pin 4A10C này, pin phổ thông tặng sạc là 190.000 nha. Tiếp tục pin 15C6A có báo pin này, nâng cấp hơn xíu, có báo pin, mức giá là 350.000 tặng sạc nha. Và cuối cùng là pin 8A 20 cell, pin này á là mình mua cho bảo là 400.000 tặng sạc nha. Pin này á là to lắm anh chị ơi, xài máy mài máy khoan là ầm ầm luôn. Thông thường á, nhà bảo bán là chạy nhất là pin 6A anh chị nhá. Tùy mình lựa chọn thôi, tùy vào nhu cầu mình xài. Nếu mà tay khỏe không sợ nặng nề á, lấy pin 20 cell vừa phải là 15 cell là có hàng rồi tất cả quý anh chị cô chú ơi. Tiếp tục lên thân máy cho mình lựa chọn nha. Thân máy mài này, Botsun 450.000 thôi. Máy là động cơ là không chổi thang brushless, 3 cấp số cho mình. Đi kèm là hộp giấy đi kèm nha, gắt te khóa mở tay cầm này, để mình xài. Thân máy mài và thân máy khoan này nhà bảo đang bán được hàng lắm. Tiếp tục thân máy khoan lực 90 N, 3 chức năng, mức giá có tay cầm nha, có báo pin nha. 550.000 là một thân máy cho mình luôn, để mình xài. Và nếu mình thích nguyên một bộ thì bảo chơi cho mình là combo nguyên một bộ đi. Bộ máy mài này, bộ này thì bán là chạy hàng lắm, vì là trang bị hai quả pin 6A 15 cell sạc đế kèm hộp nhựa đi kèm nhá. Hộp ăn này đây, gắt te khóa mở tay cầm quá trời, 1.190.000. Ngày hôm nay á, sale cho mình có 950.000 là bán nhiều lắm anh chị ơi. Đó là máy mài. Còn máy khoan 3 chức năng này, mua cho bảo một bộ này, hai pin 10 cell, tất cả đều là dòng xả cao, mình xài chung cả nha. Máy khoan gắn máy mài ok cả nhá. Rồi, máy khoan là 1.180.000 luôn. Ngày hôm nay 950.000. Máy là 3 chức năng, đầu lốc lực 90 N nha. Mình xài phủ phê luôn. Mức giá thì cũng chỉ có là 950.000 thôi. Tất cả quý anh chị cô chú ơi. Và tiếp tục, nếu mà mình có nhu cầu á, bắt vít nè, lợp tôn, xài gia đình, mua cho bảo cây máy 3 chức năng đầu 10 ly 50A 65 N này đi. Rồi có hộp nhựa đi kèm nha. Thì anh chị nào á mà mua thì hộp ăn này đâu ta. Nói chung là hộp ăn này á, cũng như này luôn. Hai pin 2A anh chị nha, một sạc đi kèm, với mức giá là 580.000 thôi nha. Hai pin 2A, một sạc đi kèm này, để mình xài nha. Thì anh chị nào á, mà mua cây này thì với mức giá vừa rẻ nha. Mức giá là trên thị trường bán á là 750, ngày hôm nay á là có 580.000. Chắc là hộp này á anh chị ơi. À, hộp này mà. Đúng rồi, hộp này luôn. Rồi kèm theo đồ nghề anh chị ơi, đi kèm nha. Có mức giá 580.000, rẻ kinh khủng luôn. Tiếp tục nha, bảo lên cho mình á là thân máy khoan 3 chức năng này, máy lớn anh chị ơi, nằm to luôn cho mình, logo Botsun nè. Rồi thân không động cơ là brushless không chổi thang, có đảo chiều này, có thùng nhựa đi kèm cho mình luôn, có cả tay cầm luôn nha. Mức giá thì chỉ có là 800.000 thôi. Tính ra là thân máy khoan Botsun này mức giá rẻ quá trời anh chị cô chú nha, để mình xài. Và nếu mà mình muốn nguyên một bộ thì bảo lên cho mình bộ này này, hơi khủng một xíu, nhưng mà
mình xài công trình nó là bao phê nha. Đầu tiên là máy đi kèm hai quả pin 8A 20 cell. Nghe thấy hai quả pin 8A 20 cell á là thấy là đáng đồng tiền rồi anh chị ơi. Có tay cầm đi kèm này, sạc đi kèm, thùng đi kèm, mức giá rẻ kinh khủng luôn, chỉ có là 1.350.000 thôi. Cây này á là mình đáng mua để đi làm công trình luôn. Hai quả pin 8A 20 cell này đáp ứng cho mình á, xài cả ngày luôn anh chị ơi, tha hồ mà vui chơi này, tha hồ mà làm công trình luôn. Rồi anh chị nào mua ba chức năng máy lớn á, lấy hai cây này nha, thân không hoặc là nguyên một bộ nha. Tiếp tục nè, máy rung bút xun anh chị ơi, máy rung này á là trang bị hai quả pin này 10 cell 4A, kèm thùng đi kèm á, là anh chị cô chú nào mua á, là thùng giấy anh chị nha. Thì bán sao á thì bảo lên y giấy, có 5 cấp số cho mình nè. Mình xài rung gạch men là lớn nhỏ đều được, có cả tay cầm hít gạch nha. Phần bệ nhông á là bằng kim loại cho mình luôn, có logo này Bosun nha. Mức giá là 1.150.000, ngày hôm nay sale cho mình 950.000. Máy 2 pin 10 cell, một sạc, một thân máy anh chị nha. Rung gạch 20, 40, 60 gì cũng ok cả cho bảo nha. Tiếp tục, lên máy bu lông cho mình đi. Bu lông á thì anh chị cô chú mình á, ngày hôm nay mình sẽ lên cho bảo một bộ đầu tiên nha. Lực 380 N. Bộ này á rẻ kinh khủng luôn anh chị ơi. Bán cũng được nhiều luôn. Hai quả pin 10 cell 4A này, có báo pin này, có chỉnh cho mình á ba cấp lực luôn. Đầu có lỗ ba đèn nha, có hộp nhựa đi kèm như này. Rồi máy 2 pin một sạc to nha. 750.000 thôi, mua về làm gì cũng được. Bắt vít khoan tường này, bắn bu lông thầy ok cả nha. Và mình muốn lớn hơn, lên cho bảo bu lông này 850 N. Bộ này thì khá là khủng rồi anh chị ơi. Trang bị cho mình là hộp nhựa đi kèm như này này. Rồi để mình xài nha. Bộ này là hai quả pin 6A 15 cell, một sạc đế đi kèm như này, thùng nhựa đi kèm như này. Động cơ là không chổi thang anh chị ơi. Máy cũng là ba cấp số, đầu là đầu đặc nha, vì máy to mà lực 850 N, động cơ không chổi thang. Cây này là bệ bên sau là bằng kim loại anh chị nha, chịu lực tốt hơn. Bộ này rẻ cực kỳ, 1.350.000, xài thợ thầy gì cũng ok cả anh chị cô chú nha, xài nhu cầu gì cũng được hết. Tiếp tục, bảo lên tiếp cho mình là máy bắt vít đi nha. Máy bắt vít này đến từ nhà Bosun. Bộ này lực là 280 N chứ. Rồi bảo xem lại cái 380 N anh chị ơi. Bộ này á thì mức giá cũng chỉ có là 750.000. Đó, giống bộ bu lông 380 luôn. Đó, thiết kế là mỗi khác đầu phía trước thôi. Cũng trang bị cho mình á là ba cấp lực bắn này. Đầu á là vít cài nhanh nha. Hai quả pin này để mình xài. Bộ bu lông này á là hai quả pin viền đen anh chị nha. Rồi sạc đế to luôn. Thì anh chị nào á mà mua bộ này á thì mình mua 750.000 thôi, khá là sướng luôn. Có ba cấp lực cho mình xài nè, xịn hơn một xíu. Lên cho bảo bộ máy bắt vít mà compact đi. Bộ này á là hai quả pin viền đỏ chống rung anh chị nha, lực 230 N. Với mức giá bộ này á là mình tùy chọn nha. Rồi anh chị nào á mà mua bộ này á thì cũng có cho mình á là hai quả pin nè 10 cell 4A, rồi sạc đi kèm như này. Bộ này anh chị cô chú mình mua với mức giá thì chỉ có là 890.000 thôi anh chị nha, là hai pin 4A này, hộp nhựa đi kèm như này, với lại một sạc nha. Anh này á thì chức năng thông minh hơn, có chỉnh cho mình á là 4 cấp số nha, để mình xài có chỉnh lực đi ra đi vào, tùy lực mình chọn luôn để mình xài nha. Nếu mà mình thích thân chuyên vít compact này, mẫu 4 cấp số nha, thân máy không ấy, có đèn chùm này, là có hộp giấy đi kèm anh chị nha. Mức giá thì chỉ có là 450.000 một thân này thôi. Mình có thể chỉnh lực bắn vít đi vào là 4 cấp tự ngắt nha, để mình xài. Và chuyên vít cuối cùng đây anh chị ơi, bộ này là mắc tiền nhất. Mẫu này là nhông số lớn này. Rồi lực là
lên đến là 280 new. Cây này á thì anh chị cô chú mình mua thì cũng chỉnh được 4 cấp lực nha, nhông to hơn một tí xíu. Mức giá là một bộ là 2 quả pin 4A này, 10 cell chống rung có báo pin, chỉ có là 950 nghìn. Đối với bộ này á thì bắn khỏe đó, mà mình xài vừa vừa là lấy cây 230 này cũng được, tùy mình chọn thôi. Cây này phần nhông á lớn hơn xíu, mức giá là lên đến cho mình là 950 nghìn. Thì ngày hôm nay á, nhà Bảo lên video này là cuối tuần á, thì Bảo thấy mức giá hàng Botsun này vừa phải quá, mình xài công trình gia đình đều được, được khách hàng mua nhiều nha. Thì hôm nay có nhiều mẫu mới, thì anh chị nào có nhu cầu mua máy Botsun thì ngày mai cuối tuần chủ nhật các mình ghé qua, mình xem thử xem có món nào ưng ý không, mình lấy luôn. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video ngày hôm nay về tất cả những mặt hàng pin Botsun có giá tốt ngày hôm nay tại đây.